À, xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại với các bạn để hướng dẫn tiếp theo về cái phần Windows Server 2003. Tiếp theo về cái phần kiến thức mà mình đã hướng dẫn cho các bạn ở video trước. Thì đến các video thứ hai này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là tạo template mới và ban hành ra ngoài. Mục thứ hai là xin và cài đặt cây recovery again cho admin. Mục thứ ba là xin và cài đặt certificate theo user V2 cho các user. Thì ở video này thì các bạn có thể là nhìn mình thao tác để các bạn thao tác theo. Tại vì trong quá trình thao tác của mình thì có thể là mình thao tác hơi nhanh, cho nên các bạn có thể là mình không có nói kịp, hoặc là mình tập trung mình thao tác, thì khi đó các bạn chỉ cần nhìn mình thao tác mà các bạn thực hiện theo cho đúng là ok. Đầu tiên là các bạn vào Start, rồi Run, rồi Admin Tool. Các bạn chọn Certificate, Authority. Rồi các bạn vào Certificate Template, các bạn chọn User. Các bạn tiếp tục phải, các bạn chọn Manager. Rồi các bạn vào đây, các bạn tìm đến mục User. Rồi các bạn nào có một vấn lòng nhìn mình thao tác để các bạn thực hiện. Rồi các bạn vào đây, các bạn đổi tên thành user V2. Rồi các bạn apply. Rồi sau khi các bạn ép vào thì các bạn cấp quyền cho nó. Sau khi các bạn tạo xong user V2 rồi á, của certificate template rồi đó, thì các bạn đã xong cái phần tạo ra certificate template mới. Bây giờ các bạn đến cái phần cấp phát template user V2 và và cây recovery again ra ngoài. Các bạn vào vấn vào cái phần certificate template. Các bạn vào đây thì các bạn đến cái mục là user V2, các bạn bấm ok. Rồi các bạn chọn hai mục là user V2 và cái mục cần. Sau khi các bạn thao tác xong thì các bạn đóng lại, rồi các bạn mở trình duyệt UI lên và các bạn gõ địa chỉ IP của máy server mình vào. Cái phần sau là cái phần certificate thì viết tất cả CERT SV, bấm enter. Các bạn vào địa chỉ này để các bạn xin certificate cho cái máy server của các bạn. Rồi các bạn vui lòng là nhìn mình thao tác để các bạn thao tác và thực hiện lại cho nó chính xác.
trong quá trình mình thao tác á, thì nếu mà có vấn đề gì đó các bạn không hiểu thì các bạn có thể là comment lại ở dưới video của mình, để có thể là mình trao đổi thêm cho các bạn để các bạn hiểu thêm. Nhưng mà mình nghĩ thì mình lúc lên thì nó cũng đã hiểu thông tin rồi và một cách chính xác rồi, thì các bạn có thể là thao tác cho nó đúng và phù hợp là ok. Cho nó đúng và chính xác là ok. Đây là tài khoản tài khoản lắp vào máy server và địa chỉ là 192.168.22. Sau khi xin certificate xong thì các bạn sẽ tạo được cái địa chỉ này. Xin certificate của user 1, user 2, user 3, user P2. User 1 sau khi xin certificate của user 1 này, nó tin ở đây. Thông tin của certificate nó nằm ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt các bạn.